chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay là cuối tuần cho nên nhà mình sẽ đi siêu thị HEB. Thì ở Mỹ thì người ta thường 2 tuần người ta sẽ đi siêu thị một lần. Ở đây không có chợ Trùm Hổm nha các bạn, chỉ có siêu thị thôi. Thì ở khu của mình ấy, thì nó có HEB, có Target, có Costco, có Aldi. Nhưng mà nhà mình hay đi HEB, cho nên ngày hôm nay các bạn hãy vào siêu thị HEB xem giá cả của mình ở đây như thế nào nha. Mình sẽ show cho các bạn giá rau xanh, giá trái cây và một số hàng về thực phẩm, về thuốc bổ. Rồi các bạn hãy vào đi cùng siêu thị cùng với mình nha. Nào mình cùng đi HEB. Các bạn ơi, mình đã đến HEB rồi. Các bạn xem thấy HEB chưa? Đó, HEB. Thì đây là một cái dãy, mình thấy là phía xa kia cũng có nhiều bar này, nail này, rồi nhà hàng Thái này. Đây là HEB. HEB này bán trái cây cũng tươi lắm nha các bạn. Nhưng mà HEB này bán cái kiểu của chỉ bán đồ Tây là nhiều, chứ không có đồ nhiều Việt, nhiều đồ Việt Nam đâu. Wow, mình đã thấy cam rồi. Wow, cam cứ cho là 6 lần. Một mình xem mình như thế này 6 vòng một bịch. Một bịch như thế này chắc là khoảng 450 đó các bạn. Thank you.
2 đồng thôi. Nhưng mà cái này nó chua lắm cả nhà ơi. Nó chua lắm cho nên là mình thực sự không mặn mà lắm. Cherry này là nhìn nó cũ thì nó 3 đồng, gần như 4 đồng. Đây, như cherry bên này. Cherry hôm nay nó không được đẹp lắm cho nên mình sẽ không mua. Nhưng mà để mình để xem một bịch táo là bao nhiêu nhé. Cái cam nhỏ này thì rẻ hơn là 4 đồng mà. Nhưng mà mình để xem một bịch táo này. Đây, các bạn xem táo là 5 đồng. 5 đồng. 5 đồng là các bạn có một bịch như thế này rồi. Củ cải nhí không biết bao nhiêu đồng. Củ cải nhí có hơn 2 đồng thôi.
Rồi mình sẽ đi tiếp cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình đi tiếp sang hàng hàng thịt hay hàng hàng tươi sống cho các bạn xem nhé. Xin chào các bạn ơi, mình đang đứng ở hàng thịt đây. Đây các bạn xem nào, một cái hộp thịt bự như thế này là khoảng 9 đồng. Rồi để mình xem giá cả ở đây như thế nào nhé. Wow, đây một cái miếng tảng thịt bò xay như thế này là 6 đồng 33. Các bạn ơi, ở đây an tâm là bò thật nha các bạn. Đây còn một miếng bò rất là ngon, một miếng bò rất là ngon là các bạn thấy ngon không? Hơn 11 đồng. Trời, biết thấy đây thịt bò. Wow, đây xem thịt gì đấy, thịt bò luôn. À, thịt heo. Thịt heo này các bạn thấy một miếng bự như vậy nó chỉ có 7 đồng mấy à. Mình thích ăn thịt heo này lắm, thịt heo nạc dăm này. Thịt heo nạc dăm này có 7 đồng mấy à. Để mình tìm cái hộp nào bé bé để mình mua về mình ăn. Bạn thấy không? Còn đây 3 miếng bít tết bò là 13 đồng rưỡi. Tất cả những cái giá mình nói đây là giá chưa thuế nha các bạn. Các bạn sẽ cộng thêm 10% thuế vào nữa. À, đây là cái sườn heo 4 đồng mấy. Thịt và gà đây thì rẻ lắm nha các bạn. Đây mình cho các bạn coi cái một cái bản gà này. Các bạn thấy một cái bản gà ướp sẵn này vậy bự chà bá vậy thôi. Mà chỉ có 4 đồng. Đây, gà ở Mỹ là rẻ nhất luôn. Cái bản này các bạn bự chà bá này luôn. Chà bá luôn là chỉ có 4 đồng hay 3 đồng mấy. Cho nên là các bạn ơi, tha hồ nhé. Ở đây thực phẩm là thì ở đây nó còn có bán cái này, cái lưỡi bò sao ta, cái lưỡi bò 12 đồng mấy. Rồi thế để mình chọn thịt về nhà đấy nha các bạn. Đây các bạn thấy cái trái này quen thuộc ở Việt Nam mình không? Cháy thơm và cháy xoài. Nhưng mà thực ra là xoài ở nước ngoài ăn không thể nào ngon bằng xoài cát Hòa Lộc được nha các bạn. Đây một trái xoài là cháy thơm 3 đô. Ăn mập hơn mình sẽ chỉ ăn phần này thôi. Nơi để có cái chữ La Paz. Rồi thôi mình đi lựa đồ đi nha các bạn. Rồi các bạn ơi, các bạn lại trở lại với một cái quầy pharmacy. Ở đây có nhiều thuốc bổ lắm nha các bạn.
mình cho các bạn coi một số thuốc bổ này. Ở đây vitamin nhiều vô cùng luôn, mà giá cũng không hề đắt luôn nha các bạn. Đây các bạn xem cái vitamin này là 11, hầu như cái này là dành cho người ăn kia nè, uống bổ sung xuyên hút, bổ sung vitamin. 11 đồng 86 sen. Đây cái này dành cho đàn ông 8 đồng 88 sen. Và đây và được sale off nha các bạn, được off 5 đồng. Đây cái những cái này mà mọi người ở Việt Nam mọi người hay thấy nè, mọi người hay thấy nè, 88 đồng 99 sen. Cái loại này mọi người cũng hay quan tâm này, fish oil 13 đồng 62 sen. Mọi người nhớ nha, giá này là chưa có thuế đâu nhá, cho mọi người tự cộng vào. Đây bổ sung calicum 9 đồng 98 sen. Omega 15 đồng, Omega 15 đồng 98 sen. Các bạn thấy không, ở bên này á thuốc bổ mà chỉ có mười mấy đồng, từ 9 đến 10, từ 10 đồng đến 15 đồng là không đắt nha các bạn. Cái này dành cho phụ nữ đây, đang sale off 2 đồng. Giá nó chỉ có bao nhiêu các bạn thấy không? Giá nó chỉ có 6 đồng 50 sen. Cái này dành cho tóc, cho skin, nails. Đó, cho nên là các bạn ơi, ở đây thuốc bổ đã. Đây, cái này đang sale off là cái gì đây? 88 đồng 88 sen. Mình cũng không thể là quay hết cho các bạn xem được, mình sẽ quay một cái số nào mà nó mọi người hay dùng thôi. Đây fish dầu cá 9 đồng 64 sen. B12 8 đồng 40 sen. Có loại dầu cá này 7 đồng 92 sen. Cho nên là mình thử sang bên này xem. Bên này thì chị em mới cứ dùng đấy thôi. Thôi, mình phải đi ra ngoài kiếm tiền đi về thôi. Đây là những cái quầy kiếm tiền của HB. Buổi sáng nay mình đi sớm cho nên là nó chưa có nhiều người. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm tiền mình đi về nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn nhé. Rồi, các bạn thấy một cái đống thực phẩm không? Rồi nghe, bây giờ mình sẽ phải phân ra nhé. Các bạn ơi, sau khi đi HB về thì các thực phẩm mình cũng đã bỏ vào tủ lạnh và cất vào trong cái danh này. Đây, vừng ơi mở ra một cánh cửa bí mật. Các bạn thấy không, thực phẩm khô là người Mỹ người ta để trong này nhiều lắm. 2 tuần đi siêu thị một lần cho nên trong nhà các bạn thấy thực phẩm là mênh mông bao la luôn. Đây, nhà mình có người Việt Nam cho nên mình có gạo này. Và mình có cả bánh mì hương xưa nữa nha các bạn. Đó. Đó, trên này là bánh trái, kẹo, bánh, kính thưa các loại. Cho nên là mình cũng phải kềm mình lắm chứ không là sẽ mập ú luôn. Tự dưng ngày hôm nay mình thèm món bánh tráng cuộn với thịt luộc mắm đen hay là thịt luộc chấm nước mắm theo kiểu của Bình Định. Nhiều khi bánh tráng Bình Định sau đó là chiên trứng lên, mình giã nước mắm, tỏi, ớt lên là mình đã thấy ngon rồi. Đồ, mình thích ăn đồ mình chung lắm đó. Đây là một cái tủ đựng thực phẩm của mình đây. Các bạn thấy mênh mông bát ngát không? Đây là cái món mình sẽ rất thích. Trưa nay mình sẽ ăn món này, gỏi cuốn. Gỏi cuốn bên này làm ngon lắm nha các bạn. Gỏi cuốn làm ngon lắm. Đây là sushi, hôm nay mình sẽ mua về mình ăn. Đó. Còn cái này là rau ua mình tự làm đấy các bạn. Rau ua mình tự làm đấy. Cho nên đối với người Mỹ cái chuyện ăn uống là một chuyện quá bình thường. Gà thì cực kỳ rẻ. Như các bạn xem cái giá mình đã sâu cho các bạn xem ấy. Đây là cái tủ lạnh của mình, tủ đông. Thì trong này cũng bênh mông bát ngát thực phẩm. Kem, kiếp, rồi bánh trái, kính thưa các loại.
Rồi mình còn một cái tủ nữa mình cho các bạn xem nhé. Đây, đây là một cái tủ để nước ngọt và một số trái cây mình để bên này. Hôm nay mình mua nhiều cam để mình uống, mỗi ngày uống một ly cam để duy trì sắc đẹp. Và cà rốt nữa, cà rốt bên này cũng rẻ lắm. Cà rốt để mình sẽ nấu món bò kho. Rồi, bên này là cũng là một chỗ để thực phẩm đông. Trong này có mấy cái nem rán mình quấn sẵn mình để ở đây. Đó, cho nên đối với người Mỹ cái chuyện ăn uống là một cái chuyện rất bình thường. Ăn tôm, ăn gà, ăn cua thì đối với Phật giáo ở Mỹ thì người ta thấy là bình thường, không có gì là ghê gớm cả. Và trong nhà bếp của mình có một cái gian mà mình rất là thích, các bạn biết cái gì không? Đó là cái gian mà bạn mình thỉnh thoảng hay pha đồ uống cho mình, pha những cái cocktail đồ uống cho mình. Đó. Đó, đây là cái căn bếp của người Mỹ đây các bạn. Máy pha cà phê. Nói chung họ cũng làm cho cái căn nhà của họ luôn luôn là tiện ích. Có máy rửa chén, rồi tất cả các đồ dùng thì để hết trong hộc hết. Và ngày trưa ngày hôm nay thì bạn mình sẽ làm một cái món salad. Bạn mình làm salad ngon lắm các bạn. Cho nên là trưa nay mình sẽ ăn salad nữa. Rồi, mọi người đi chợ HB với mình rồi và chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nếu mà thích thì hãy subscribe và like cho kênh của mình nhé. Kênh của mình là channel Cuộc Sống Mỹ với Hasuko. Xin chào các bạn.